Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Với những cái xu hướng nước hoa hiện nay thì có hai cái điều mà chúng ta sẽ phải đối mặt thường xuyên hơn so với quá khứ. Điều đầu tiên đó là reform mùi, thay đổi công thức. Đó là một dạng giống như kiểu mùi đang đậm thì có thể là chúng ta sẽ cảm thấy nó nhạt hơn, hoặc là cái hiệu năng mùi nó sẽ bị kém hơn. Và cái thứ hai đó là ngừng sản xuất, hay còn gọi là discontinue. Đấy là hai điều mà chúng ta không bao giờ muốn mong đợi nó sẽ xảy ra với một chai nước hoa nào mình cảm thấy yêu thương. Thì cái giải pháp mà mình cảm thấy rằng là khả dĩ nhất ở đây đó là backup, hay còn gọi là mua dự phòng thêm một chai nhân những cái lúc mà nó còn chưa có những cái biến động xảy ra. Cá nhân mình thì mình là một người khá là thích backup, đặc biệt với là những cái chai nước hoa mình luôn luôn yêu mến thì mình chắc chắn rằng là mình luôn có những chai dự phòng, ví dụ như là Lanvin Lom. Mình có hai chai phiên bản cũ, Dior Intense, Jean Paul Gaultier Flair du Mai, hoặc là một số những chai khác mình không nhớ ra, đại loại là như thế. Những cái chai nào mà mình cảm thấy thích thì mình sẽ backup lại, chứ mình sẽ không để sở hữu mỗi một chai đó. Trong cái chủ đề của video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ đến với các anh em một số những chai nước hoa mà mình cảm thấy rằng với cái chất lượng mùi của nó và những cái biến động có thể sẽ xảy ra với những ngành nước hoa hiện nay thì chúng ta nên backup nếu như chúng ta yêu thích những cái mùi hương mà mình sẽ list ra trong video này đó. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay, những chai nước hoa mà nên backup khi mà còn có thể. Ok, còn bây giờ anh em mình let's go. Chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến với các anh em đó là một sản phẩm của nhà DZ và nó có tên là Fuel for Life đó. Thì hiện nay chai nước hoa này nó đã thay đổi về kiểu dáng, thay đổi là như thế nào? Đây là bản cũ đó, thì chúng ta có thể thấy là nó có cái túi bọc vải ở bên ngoài nhìn rất là cowboy, một cái gì đấy rất là ấn tượng. Mình vẫn còn nhớ mãi cảm giác lần đầu tiên khi mình cầm chai nước hoa này và mình rất là bất ngờ, bởi vì nó có một cái túi trông nhìn đậm chất cao bồi miền Tây hoang dã bọc quanh. Và bây giờ là của hiện tại, em của ngày hôm nay, là nó đã bỏ cái này đi và chỉ còn trơ trọi như này, nhìn rất là không thể hiểu nổi một cái tên nào trong cái hãng này đã tư vấn là anh ơi, anh nên bỏ cái túi này đi để trơ trọi, nhìn thô vãi chưởng đó. Tuy nhiên đấy là cái thực tế mà chúng ta phải chấp nhận. Mình không biết là nó có cái thay đổi gì về mùi hương hay không. Tuy nhiên thường khi mà hãng đã thay đổi về kiểu dáng này thì cái việc mà mùi hương ảnh hưởng thì là một điều không thể tránh khỏi. Đây là một cái mùi hương mà là một cái vũ khí hạng nặng dành cho các anh em nào cái như là tuổi trẻ và chúng ta thích một cái mùi hương nồng nàn, ngọt ngào, sexy, bla bla bla, tất cả các chiến trường mà chúng ta muốn một cái mùi hương dễ dàng ghi điểm thì Fuel for Life là một trong những mùi hương như thế. Và mình đã nhanh tay nhanh mắt backup, mình còn chưa có bóc ra. Mình mua chai nước hoa này phải hơn tháng nay rồi, 2 tháng nay rồi, nhưng mà mình còn chưa có bóc ra. Đây là một phiên bản có túi, hiện nay thì cũng khá là hiếm rồi, và mình đã phải backup một chai, một phiên bản có túi để thôi thì bà để bà ngửi chứ bà không ngăn, bây giờ cũng chả dám xịt nữa đó. Thì cá nhân mình thấy rằng anh em nào nếu đam mê mùi hương này thì chúng ta nên cố gắng tìm bạn có túi để mà dự phòng, còn không thì sau này cũng sẽ khá là đáng tiếc đó. Chai nước hoa đầu tiên Fuel for Life. Chai nước hoa thứ hai đó là Kilian Anderson. Oh my love, thật sự là mỗi lần mình ngửi chai nước hoa này mình không thể diễn tả được cái cơn phê của mình với mùi hương của em. Nó một cái mùi hương của rượu cognac, có một chút ngậy của đàn hương và một chút cay nồng của quế, nó tạo nên một cái mùi hương quá là đẹp. Thực sự là đây là một siêu phẩm của nhà Kilian. Và chúng ta đều biết rằng nhà nước hoa này mặc dù có rất là nhiều mùi hương hay trước đó, nhưng mà cũng họ cũng ngưng sản xuất một cách rất là khó hiểu. Ví dụ như Imperial Tea đó, thì họ nó pin một phát là họ cho bay màu luôn. Thì nói thật là mình cũng không biết rằng có thể là 1-2 năm nữa sang năm có khi là Angel Share họ có thể là họ reform hoặc là cho ngưng sản xuất chai nước hoa này, thì rất là đáng tiếc đó, rất là đáng tiếc. Thì anh em nào nếu mà thích cái tông mùi một chút rượu, một chút thơm của rượu, không phải một chút gọi là nồng nàn của rượu, một chút ngậy của gỗ và một chút cay nồng của quế, tạo nên một cái mùi hương quá là đẹp, quá là tuyệt vời, thì Angel Share hãy back up
Đó, chai nước hoa thứ hai mình muốn nói đến. Chai nước hoa thứ tư đó là một sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo và nó có tên là Uomo Signature. Nói thế nào nhỉ? Một mùi hương rất là tuyệt vời, một cái phân khúc giá mềm mại và cho một cái mùi hương, và một cái mùi hương cho mùa lạnh. Một cái sự nồng nàn của ngọt của đậu tonka, cái chất mùi hương của gia thuộc mix lại cùng với nhau tạo nên một mùi hương có thể gọi xuất sắc của nhà Salvatore Ferragamo. Đây là một chai nước hoa mà nếu như anh em nào mà có cái nhu cầu dùng một chai và chúng ta muốn đa dụng trong các dịp và chúng ta muốn nhận được những lời khen thì Uomo Signature mình tin chắc rằng sẽ luôn luôn là một chai nước hoa mà xứng đáng để back up thêm một chai dự phòng nếu chẳng may mà nó bị ngừng sản xuất, giống như là Salvatore Ferragamo Uomo chai nước hoa mà có cái tông ngọt giống như chiếc bánh tiramisu hiện nay thì cũng đã bị ngừng sản xuất và khá là lâu rồi, mình thấy nó bị bay màu khỏi thị trường đó. Thì chúng ta nên tham khảo chai nước hoa này, nếu như chúng ta thích thì nên back up đó. Chai nước hoa thứ hình như là 5 Jean Paul Gaultier Entremet. Về bản chất chai nước hoa này không phải là bị ngừng sản xuất mà thông tin chính thức từ hãng đó là nó đã bị giới hạn thị trường bán, có nghĩa rằng có thể là doanh thu của doanh số hoặc như thế nào đấy và họ đã quyết định chỉ nên chỉ bán ở một số thị trường thôi, một số thị trường nhất định chứ không phải là giao dạng kiểu toàn cầu nữa. Và chúng ta được biết khi một sản phẩm được chỉ bán giới hạn thì cái việc họ cho bay màu lúc nào cũng sẵn sàng, giống như kiểu là án treo rồi, cố cho án treo những kiểu được vài năm trước khi cho bay màu hẳn. Thì nếu như anh em nào hỏi rằng đâu là mùi hương clubbing, một cái mùi hương đi sàn, đi bar đỉnh nhất thì nó thật là không một chai nước hoa nào, rất rất khó chai nước hoa nào có thể đụ được với Entremet. Tất nhiên là sẽ có, tuy nhiên chúng ta phải cân giá, nhắc ở đây là cái độ bám mùi, cái độ hiệu năng của mùi, độ sexy của mùi hương và cái độ mà hợp với thời điểm dùng như thế thì chai nước hoa nào thì mình nghĩ rằng Entremet luôn luôn là hợp lý. Do vậy back up nếu như mà có thể sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier. Ok, chai nước hoa thứ 6 đó là một sản phẩm của nhà Guerlain Santa Royal. Combo trầm hồng đến bây giờ nó là một cái gì đấy bạt ngàn, nó là một cái gì đấy quá là phổ biến trong tất cả các nhà nước hoa. Nhà nước hoa nào từ đắt, trung, rẻ đều phải sẽ có những chai nước hoa theo combo trầm hồng. Tuy nhiên độ tinh tế, độ mượt mùi, độ hiệu năng mùi thì mình đánh giá rằng Guerlain Santa Royal nó có giống như kiểu nó đáp ứng được đủ ba tiêu chí đấy cho cái combo trầm hồng. Và nếu như anh em nào yêu thích thì chúng ta hãy nên back up, bởi vì giống như cũng là Guerlain L'Homme Idea, một cái line rất rất là nổi tiếng khác của nhà Guerlain, thì chúng ta đều đã biết là họ đã cho bay màu một phát con Idea Cologne, một cái mùi hương có thể gọi là đỉnh cao trong cái việc kết hợp giữa citrus và mùi hương hạnh nhân, một cái mùi hương quá là đỉnh mà họ cũng sẵn sàng họ cho về với ông bà tổ tiên. Thì mình không biết rằng Santa Royal có chịu chung số phận hay không. Thì nếu mà tóm lại anh em nào mà thích trầm hồng thì và thích chai nước hoa này thì thôi thì cứ cố gắng mà back up. Ok. Và chai nước hoa cuối cùng đó là Prada L'Homme Intense. Nếu như chúng ta mùi hương nào lịch sự, nam tính và không đụng hàng thì đây, Prada L'Homme Intense. Mình nói thật là mình rất rất là ít thấy một chai nước hoa nào có sử dụng ba nốt hương đó là iris, gia thuộc và đậu tonka để tạo nên cái mùi hương của chai nước hoa này. Chúng ta được biết rằng để kết hợp mix cùng với ba cái nốt như thế và để cho cân bằng cái vị phấn của iris, cái vị ngọt của đậu tonka và cái chất hô, cái chất gia thuộc, nó không phải là một cái điều rất không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên là Prada L'Homme nó làm được và nó tạo nên một cái mùi hương rất là nam tính, không đụng hàng, không đụng gần như là 90% những chai nước hoa có mặt trên thị trường. Và hiện nay thì nó đã bị ngừng sản xuất. Tuy nhiên chúng ta sẽ vẫn có thể tìm được chai nước hoa này nếu như cố gắng.
thì anh em nào nếu mà thích trái đào hoa này thì nên backup, bởi vì mình nghĩ là sẽ rất nhanh thôi, tầm 1-2 năm nữa là sẽ bay màu khỏi thị trường trái đào hoa này. Đó, một điều rất là đáng tiếc. Thì trái đào cuối cùng, Pralolone Intense, ok. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số những trái đào hoa mà mình nghĩ rằng là nó xứng đáng để backup nếu như chúng ta ưa thích cái mùi hương này. Rất hy vọng các anh em thấy thích và hãy like video nếu như các bạn cảm thấy nó có giá trị. Còn bây giờ anh em mình bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.